Chào đón quý vị khán giả đã đến với vòng thi đầu tiên. Vòng này có tên gọi là Đâu Mới Đúng. Như các em vừa nhìn thấy, khi những chiếc két sắt rơi xuống, cái âm thanh của nó cũng cho chúng ta biết cái sức nặng của nó như thế nào. Nếu như chúng ta chọn đáp án sai, đứng ở những vị trí không chính xác, thì những chiếc két sắt này sẽ rơi xuống, nó đè chúng ta bẹp dí như con chí. Ủa anh, mà con sư tử với con đại bàng mà bị đè bẹp dí thì nó tha con gì ta? Là con chí đó em. Phải qua đến vòng 2 thì đồng đội của các bạn mới có thể sử dụng được một quyền hồi sinh. Và bây giờ anh muốn biết đội nào sẽ xung phong thì trước. Mình đi trước luôn đi. Mình thấy những cái oai của mình trước luôn. Để bạn trước, để bạn trước đó. Trời ơi, lần đầu tiên. Lần đầu tiên có một cái trận chiến diễn ra mà ai cũng đòi đi đầu. Mời hai đội trưởng Tí Linh Quảnh Từ Từ. Go lên, go lên, go lên, go lên, go lên. Một cái thôi nha. Go lên, go lên. Hai, ba. Hai, ba. Rồi, chúng ta thắng. Xin mời đội Tây Lan. Thưa quý vị, lần đầu tiên mà hai đội phải tranh cái quyền được thi trước. Mình chơi cái mình thua liền á, cái quê lắm hả? Quê lắm em. Trời ê chề lắm luôn á. Em ơi, đã có rất nhiều đội trưởng nha. Mới câu đầu tiên thôi là vô trong căn phòng đóng ngồi chơi rồi đó. Trời, cú sốc đó sao vượt qua được. Cho nên cả năm bạn sẽ phải hội ý với nhau trước khi quyết định chọn đáp án nào. Câu số 1, chúng ta sẽ có tới 5 đáp án hiện ra đây. Và trong đó có 3 đáp án đúng. Các bạn sẽ phải đứng vào ít nhất 3 vị trí. Các bạn có thể rải người ra, đứng 4 ô cũng được, hoặc đứng 5 ô cũng được. Đó là cái chiến lược của chúng ta trong chương trình này. Còn bây giờ, xin mời đáp án. Đặng Thu Huyền, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Hải Yến, Lê Phương Thảo. Mọi người đã nghe qua những cái tên này chưa? Rồi. Có cái rồi, có cái chưa đúng không? Dạ. Cũng có cái hơi xa lạ với mọi người. Vậy thì câu hỏi sẽ như thế nào? Mời các em quay lại. Những nữ cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games 30 bắt đầu. Phạm Hải Yến. Phạm Hải Yến. Phạm Thị Lan cũng có. Phạm Thị Lan cũng có. Hải Yến nè. Phương Thảo. À, Phương Thảo hả? Phương Thảo có. Nguyễn Thị Tuyết Dung phải không? Chuẩn bị chạy vào là vừa nha. Chị chạy qua Hoàng Thị Lan, hai đứa theo chị nha. Tốc độ. Chia ra đi. Còn một vị trí nữa. Chia ra đi. Ba vị trí lận. Bên kia kìa. Bên kia. Chị kỳ vậy. Sao tôi thấy đứng ở đây bàn bình tĩnh lắm. Bội Buka ra dáng đội trưởng lắm. Đây nha. Hai đứa theo chị. Cái chị bỏ chạy trước. Hai đứa theo chị nè. Em đội trưởng à. Em kiểu điều khiển lắm nha. Đây nè, đây đúng. Hai đứa theo chị. Mà lúc em chạy em mới bả lôi em qua đây không ạ. Không ai theo em hết chưa. Thì bởi. Rồi em phải vùng vẫy không? Tới mọi hình, mọi người sẽ coi hình lại. Mọi người sẽ thấy em vùng vẫy hay không. Hai đứa theo chị nha. Còn hai đứa theo chị. Không. Ủa em rớt gì vậy? Em vùng vẫy sao mà nó văng hộp luôn vậy Buka? Anh ơi, em đeo nhẫn dởm. Em ơi, em đeo đồ chợ nào vậy em? Em đeo nhẫn dởm. Em đeo đồ chợ trời hả em? Tay em rồi. Cái này bằng inox hay bằng kẽm vậy em? Dạ, bằng kẽm. Bằng kẽm. Trời ơi, bí mật showbiz. Thưa quý vị, diễn viên Buka cứ đeo đồ bằng kẽm nó có ra tên. Không ai chạy theo Buka mãi, sao mới có hai em chạy vào cái vị trí của đội trưởng? Em lôi á chứ mà đâu có sao theo. Mà tin chắc là cái vị trí này đúng? Em biết là đúng, tại vì em mê gái đẹp. Anh tin em đi. À vậy hả? À. Cho nên em biết cái chị này đẹp. À, cho nên là em biết chắc đây là đáp án đúng. Dạ. Kéo theo hai đứa em vô đây đứng chung. Dạ. Bạn này là hot girl đó. Hot girl của đội tuyển nữ đúng không? Đúng rồi. Ừ, rồi để đây. Còn đây Phạm Hải Yến. Sao em trai sao chọn đây vậy? Linh cảm của em. Linh cảm của em. À, em. Sao ai cũng xua đuổi em hết trơn trời vậy? Sao em qua mé bên kia mà em chạy qua bên kia coi bộ không ổn? Rồi cuối cùng em chạy qua đây đứng cô đơn mình vậy? Anh, em nói thiệt luôn á. Không biết em với lại Phúc hình như làm bạn lâu quá hay sao á. Em vừa mới đứng vô em đang đứng. Anh xô cái dèo. Em không tưởng tượng được như vậy luôn á. Nhỏ chân ngắn rồi còn bận cái đầm lưu 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 gì nữa. Xô nhỏ qua bên kia. Nhỏ hốt quả không biết chạy đâu. Cứ chạy qua đây mà không biết giờ đúng hay sai nữa nè. Thiệt luôn á. Hai cái người đàn ông trong cái đội này. Lo. Ba vị trí các bạn đã lựa chọn, anh sẽ công bố đáp án. Đặng Thu Huyền, không ai chọn hết. Xin mời.
đó là đáp án sai. Đây là vận động viên bóng chuyền nữ của đội tuyển Việt Nam, chứ không phải bóng đá. Tiếp theo, anh sẽ công bố đáp án Nguyễn Thị Tuyết Dung. Không ai chọn luôn. Đáp án này đúng hay sai? Đây là đáp án chính xác. Và Tuyết Dung là một trong những tiền đạo nữ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam. Nam kêu qua đây nè, em đẩy qua đây một phát đi. Dùng anh, qua đây liền. Anh thấy bé nó có chạy qua rồi, nhưng mà hình như em ngoắc em kêu em chỉ qua đây đó. Mà giờ chưa biết đúng sai, nhiều khi chỗ này đúng mà chỗ em mới sai đó. Anh sẽ công bố đáp án cái tụ mà đông người nhất. Hoàng Thị Loan. Buka nói Buka biết. Buka nói rằng đây là hot girl của đội tuyển. Có đúng không nha? Chuẩn bị. Hey. Yeah. Chính xác. Đúng như em nói á, vừa rồi thì là cộng đồng mạng đăng rất nhiều bài viết về cô ấy và bình chọn cô ấy xem như là hot girl luôn á. Xinh lắm. Xinh đẹp, rất xinh đẹp, rất dễ thương. Còn lại Phạm Hải Yến và Phương Thảo, ai sẽ là người ra đi? Mạnh mẽ lên hai đứa. Mời đáp án của chương trình. Xin lỗi anh. Trời ơi, thấy thương quá, một tiếng thét thất thanh vang lên. Thì chiếc két sắt đã rơi xuống. Hải Yến được xem như là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc, và cô cũng là cái người mang về cho đội tuyển Việt Nam một bàn thắng quý giá để bảo vệ được chiếc huy chương vàng trong cái kỳ SEA Games 30 này trước đội tuyển Thái Lan. Chúc mừng bốn thành viên đã chọn đáp án đúng. Mời các em ra đây. Em thấy sao về cái thái độ của mình, cái sự quyết định đẩy người bạn của mình ra trong cái trường hợp? Hồi nãy là em nhớ là em đẩy cái ô này nè. Anh thấy em có đẩy qua xong rồi em khều lại. Không có. Người đẩy lại là em. Ủa sao vậy em? Em thấy bạn đi qua rồi, cái em nói qua đây đi, ừ không phải qua kia cũng được, qua kia cũng được, qua đây, ừ qua kia cũng được. Xong bạn đi qua kia luôn, qua luôn. Qua tới bờ bên kia luôn đó, cho nên là đi luôn. Bây giờ là trong căn phòng trống, không còn trống nữa. Bởi vì đã có người. Kết nối nào. Mặt mấy hậm hực cái rõ luôn á. Lỗi do ai vậy? Hơi buồn xin anh ơi. Đúng rồi. Tội nghiệp quá à. Ờ em ơi, thiệt ra anh vừa mới phát hiện một cái sự thật. Đó là cái người mà xúi em quay vòng trở lại, đó là đội trưởng của em đó. Dạ em nghe theo mọi người, tại vì quyết định của em là Hải Yến à. Ừ đó. Chứ lúc đó chạy loạn xả trơn trọi, không còn biết đường mà đi. Dành mình chơi trước. Dành chơi trước. Dạ mình không có kinh nghiệm á. Em ơi chưa đâu, người ta chơi sao coi như cần cũng vậy đó. Ủa dạ. Ừ. Tạm biệt em, mời mọi người về chỗ. Đội đại bàng vừa mang về cho mình 4 triệu đồng. Còn bây giờ mời sư tử rút kinh nghiệm ở trước nha. Em nhìn thấy cái đội kia, cái em bây giờ em hồi hộp nha. Thì bởi vì em phải thể hiện cái vai trò bản lĩnh của mình ở đây. Nhớ nha, chiến thuật của mình là rải đều như chơi ô quan. Đúng rồi đó. Mời đáp án của chương trình. Hoa hồi, thanh long, vải thiều, xoài cát, trái nho. Quen quá mà đúng không? Toàn là những cái loại hoa trái mình cũng đã rất là quen thuộc. Câu hỏi dễ lắm, mời mọi người quay lại xem. Những sản vật nổi tiếng có trong logo các tỉnh ở Việt Nam. Bắt đầu. Trái nhỏ. Vải thiều. Trái nhỏ, trái nhỏ. Vải thiều. Vải, vải chắc chắn là có nè. Vải nè, vải. Trái nhỏ. Em bây giờ vải thiều đi, trái nhỏ. Vải, thanh long. Thanh long. Vải với thanh long đi, còn trái nhỏ đi anh ơi. Anh vô vải. Hai đứa vô vải với anh đi, hai đứa vô vải với anh. Ba chỗ lận. Chia ra một người nữa. Vải. Một ô nữa. Thanh long. Nhanh. Chết chết. Chia ra, chia ra. Thanh long, thanh long. Ủa thanh long em hả? Hả? Đi đâu nữa? Tôi mới nói tức thì xong cái trường hợp y chang đội bên kia. Trời đất, không rút được kinh nghiệm gì từ đội em luôn á. Em không có rút được cái gì hết em. Anh nghe rõ ràng đội trưởng nói thanh long rồi nho rồi vải. Vậy mà cuối cùng cũng chạy loạn xạ xem chút phóng vô xoài cát. Mê ăn xoài hả? Không, em mê ăn xoài thì. Mê ăn xoài thiệt phải không? Thật ra là bây giờ chúng ta vẫn chưa biết đáp án nào đúng, cái nào sai. Nhưng cái vấn đề như anh nói là chúng ta đã bàn bạc với nhau như thế nào thì hãy cố gắng giữ đúng cái điều đó. Còn đây đội trưởng sao em? Khoan vải hay sao? Em mê vải lắm anh. Thật ra là vải cũng là một cái đặc sản rất là nổi tiếng của Việt Nam. À. Cũng có những cái tỉnh ở ngoài Bắc
cũng sẽ là có cái hình bãi chế bãi. Cảm ơn em. Còn trái nho. Em tên đội trưởng. Hồi nãy cái đội bên kia đó em, con bé đứng ở chỗ này nè là bị đè đó. Mà thiệt, tại vì bạn đó không hợp phong thủy với bên này. Anh thấy có nhiều người vậy rồi nha ha. Biết cái đội trước đứng cái ô đó là bị sập, mà cái người đi tiếp theo sau đó cũng khăng khăng đi vô cho bằng được, cuối cùng bị sập y chang. Coi chừng em ơi. Bây giờ anh sẽ công bố đáp án hoa hồi. Không ai chọn đáp án này. Hồi nãy nghe có loáng thoáng bạn nào đó trong đội nhắc tới cái hoa hồi mà sau đó không có chọn. Hãy là sai đi. Rớt à. Sai à. Đáp án chính xác. Oh my God. Hoa hồi có trên logo của tỉnh Lạng Sơn. Trời ơi. Có lập lại không? Tất cả mọi thứ suy sụp từ đây. Còn lại anh ơi, 4 đáp án. Bây sao? Giờ mà xoài cát mà đúng cái nữa mới vui á. Xin mời đáp án xoài cát. Rớt đi. Rớt đi, rớt đi, rớt đi, rớt đi. Xin em rớt đây một lần. Cú hồn. Cái âm thanh nghe hơi ghê nha. Ghê lắm á. Làm cái đùng cái hú hồn hú día. Tiếp theo, thanh long hay nho đây, hay vải thiều đây? Nho nha. Bé gái đứng mình buồn quá. Đúng hay sai? Logo của tỉnh Ninh Thuận có hình chùm nho. Tụi em có bị lặp lại lịch sử không anh? Thanh long và vải thiều. Để coi đội trưởng ST có còn trụ được với chương trình hay không. Xin mời hai đáp án. ST mở mắt ra mạnh mẽ lên nào. Tôi tin còn đây cả đáp mà vui lắm á. Khoan. Cho em nói lời cuối đi. Không, không nói gì nữa hết. Chiếc két sắt nó bị rơi xuống rồi kìa. Đáp án đúng là vải thiều. Tụi em đồng đội tụi em bị đè, tụi em vui quá, tụi em vỗ tay, tụi em high five nữa tụi em. Như các bạn cũng biết, thanh long là nổi tiếng ở đất Bình Thuận đúng không? Ở Bình Thuận trồng rất nhiều thanh long, nhưng mà cái logo của Bình Thuận hình một cái tháp chứ không phải là cái loại trái nào cả. Còn vải thiều là nó có trong logo của tỉnh Bắc Giang. Chúc mừng cái đội, mời các em đến đây. Thì hai cái bạn mà chia tay á, đều là hai cái bạn mà bị hoang mang trước chợ đời đó. Chạy loạn, bấn loạn, cuối cùng không biết đi đâu, vô đại một cái chỗ nào đó để tá túc. Thì thường là cái vị trí đó là vị trí sai. Mà như là gợi ý của em không ST? Em thích trái nào em đẩy mấy bạn vô trái đó. Đó, nhờ ơn của em. Mà bây giờ bạn ấy bây giờ vô trong căn phòng trống rồi, mà không có một miếng thanh long nào để ăn nha. Nhưng mà anh có biết gì không? Gì? Chính là đội em có một xanh, một nâu, bà kia mặc màu đỏ. Cho nên là đi trước là đúng rồi. Kết nối với căn phòng trống nào. Sao sư tử Hàn Quốc? Gương mặt đừng buồn nha anh nha. Không biết nói gì luôn đó em. Đừng buồn nào. Em ơi, mình đừng sẽ khóc. Khôi phục bộ lại. Em nghĩ thanh long của Long An ấy. Nhưng mà sai mất. Thanh long nổi tiếng ở Bình Thuận em ơi. Lát nữa qua vòng 2 nếu được thì các anh chị em ở đây sẽ dùng cái quyền hồi sinh để cứu em nha. Dạ, team sư tử sẽ cứu. Tạm biệt em, mời các em về chỗ. Và đội sư tử mang về cho mình được 4 triệu đồng.